có vùng ấy ở thì quý ta kiếm nhiều tiền. Số người quên, còn số người, còn số người, còn số người mấy. Thì ra dù, thì ra mấy, thì ra mấy, thì ra mấy, thì ra. Đúng tình tài quá thật là trai. Đại là trai, là chút ăn đại bé tư là trai mà giả gái. Còn 12, còn 12, còn 12, còn 12 mấy. Thì ra dù, thì ra hai đôi nợ lâu ngày không được nghe liền quý vị. Hết bia thôi. Rồi. Ok, 49 giờ kia qua có 1, có 1. 51 có 2, 37 có 3. Có 3, số 8. Hợp lệ. Rồi, nhận một thùng giùm chị. Trời ơi, người con gái giáp thùng bia trên vai. Rồi. Ok, còn ai chờ đợi đúng quý vị giơ tay giùm cho em. Đợi hàng mấy? Đợi hàng 5, đợi hàng 4. Dạ, các bạn giữa chánh điện luôn, đợi hàng 4 phải không? 4 gì ra vô. Có 1, 51, có 2, 37, có 3, 26, hộp liền, hốt thùng, đó. Rồi, cái thứ gì, em xin một cái thông báo nữa, tại vì mình luật mình là 5 thùng. Trong trường hợp em kêu một con nữa mà quý vị, em còn có 2 thùng thôi. Trong trường hợp mà mình kêu con nữa mà cỡ 3-4 người chúng, mình sẽ quay banh, ai có số banh nhận quà được không? Ai không có anh? Dạ, có nghĩa là có bạn mà số lớn hơn thì nhận quà nhỏ hơn về, hoặc là em tặng bà bia về tối nay mình giải trí nha. Ok, dạ, giải trí là mình có thể là mình bắt ra hát rồi đó, chứ không có làm cái gì bậy bạ. Mình chỉ hát một phần vụ văn nghệ thôi, cái mấy vụ kia là coi như là mềm xương với tụi em hết. Rồi, cho số tiếp. Ai đợi hàng ba vô. Ba gì ra, ba gì ra, ba gì đây, ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra. Có bước xin, có bước xin, có bước ra từng
quý vị, 29 đoạt giải, cuối cùng bàn này cũng trúng. Ok, chúc mừng em nha, trời ơi, gồm trường tóc dễ thương ghê luôn á. 29 thì cơ qua có 1, 49 có 2, 51 có 3, số 10 hợp lệ đôi. Hốt quà dùm em 1-0. Thùng bia cuối cùng, nếu mà trên hai khán giả may mắn đoạt giải, chúng ta sẽ quay banh quyết định ai bóc banh bự hơn, người đó hốt quà, ai banh nhỏ hơn hốt bà đi về giải trí nha. Chiêu cho xấu. Mày thì ra mày, thì ra mày, thì bình thường, thì ra mày, thì ra hey. Mày thì ra mày, 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 mày thì ra em gái vừa quê. Em gái vừa quê, cuộc đời trong xa, cuộc đời trong xa, dặm mưa dài năm để tình yêu trắng đẹp ngày rằm. Bà nội ơi, trời ơi đẹp mà lẫn 15 nha, chứ không phải 55. Ok, vô, cho số tiếp, vô. Mày thì lên xuống, thì ra mày, thì ra ai đợi năm 1. Ai đợi năm 1. Mày thì lên xuống, thì ra. Bây giờ mình chơi đấu thơ nha. Cô kia bắt ốc bên cồn, lội qua lội lại, lội qua mà lội lại. Ốc dồn một thao. Con 16 vô. Con 16, con 16, con 16. Con 16, con 16 kết rồi. Trời dạ. Ơi, cho nó lớn không thấy đâu. Dạ, chị, dạ, hồi nãy giờ mua ủng hộ nhiệt tình lắm đó quý vị. Mà có cái là ông kia ông Hành thôi mua 5 giá, đứng nửa tiếng hồ mới đưa tiền. Rồi, cho nên là bây giờ một phần quà xứng đáng dành cho chị là đúng rồi đó. Hồi nãy giờ ủng hộ quá chứ nhiều luôn. Rồi, mời chị, dạ. Ok, em chúc mừng chị nghe. Rồi, kính thưa quý vị, 16 giờ kêu qua. Có 1 37 có 2 49 có 3 59 hợp lệ luôn. Một thùng cuối dùng cho em không cần quay số nữa. Đến đâu quý vị? Trúng không anh? Trúng vô thôi, trúng thường. Ok, kính thưa quý vị và chắc có lẽ là xin mời các bạn sẽ đứng lên một chút xíu nha. Kính thưa quý vị và vậy là chúng ta đã trải qua hơn từ 6 giờ 45 cho tới bây giờ là hơn gần 4 tiếng. À, 11 giờ 15 rồi phải không? Có nghĩa là chúng ta đã hơn 4 tiếng luôn. À, Sài Gòn Tân Thời đã phục vụ cho quý vị. Quý vị có thể thấy là sự nhiệt tình từ tất cả các bạn diễn viên, tất cả nhân viên của quán ốc 35. Thì vòng loại vừa rồi cũng là vòng loại cuối. Em xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời từ đầu giờ tới bây giờ. Và rất là nhiệt tình khi mà mưa lâm ra quý vị vẫn mặc áo mưa để coi. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin tri ân quý vị bằng một cái dịp gần nhất nếu mà có thể. Cảm ơn đến Tí. Dạ, chủ quán rất dễ thương của ốc 35. Dạ, cảm ơn tình cảm của em dành cho chị và đoàn. Rất là nhiệt tình luôn quý vị. Và nếu mà có điều chi sơ sót, rất mong bà con cô bác, các anh chị, các bạn đang ở tại quán ốc 35 thông cảm cho Sài Gòn Tân Thời. Chúng em xin ghi nhận và cảm ơn đã hết mình với Sài Gòn Tân Thời. Và tụi em cũng đã cháy hết mình với quý vị đến nay. Chúc quý vị ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.